cả U17 Argentina và U17 Mali cũng đã thất bại trong cái việc giành quyền thi đấu vào cái trận chung kết, khi mà cũng đã thất bại trước những đối thủ như là Đức cùng với Pháp ở cái loạt trận bán kết vừa rồi. Với cái thất bại khá đáng tiếc của cả hai đội bóng trong cái lượt trận thuộc cái khuôn khổ là vòng bán kết vừa qua, thì họ cũng đã phải bước vào cái vòng đấu tranh ba tư để tìm kiếm cho mình được một cái vương vị tại đấu trường của mùa giải 2023 anh em nhé. Và tại cái trận đấu này, liệu rằng Argentina họ có đánh bại được Mali để xứng danh được là một đội bóng lớn hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại hay không? Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với Tôn, chúng ta sẽ cùng đến với góc nhận định cũng như là đi tìm hiểu về cái công tác chuẩn bị của hai đội bóng này trước khi đến với cái phần chốt kèo nhà cái anh em nhé. Trước khi bước vào chủ đề chính của video này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái trận cầu được diễn biến trong ngày hôm qua anh em nhé. Hôm nay thì cũng là ngày 30 rồi, thì cái tháng 11 cũng đã sắp trôi qua và tháng 12 thì cũng đã sắp tới, cũng đã sắp hết năm rồi anh em ạ. Vì vậy mà chúng ta cũng đang có rất nhiều những cái công chuyện cần phải lo. Và nhiều anh em thì đam mê cái bộ môn này, anh em đầu tư vào bộ môn này thì anh em cũng biết rồi. Chúng ta sẽ phải dành ra một số tiền để chuẩn bị cho cái Tết ấm no và hạnh phúc. Và nếu như những anh em nào mà chưa có gọi là quỹ để có được cái Tết êm ấm thì các bạn hãy kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo mà Tôn cũng đã in trên màn hình. Đó là số điện thoại 0832 406091 hoặc Telegram A còng kèo bóng Tôn Tử, để anh em sẽ nhận được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất và mang về cho mình cái nguồn đầu tư lợi nhuận cùng với Tôn anh em nhé. Tôn thì không hứa là sẽ làm giàu cho anh em, nhưng Tôn khẳng định với anh em là khi anh em tìm đến Tôn thì anh em sẽ thấy được những cái mã kèo chơi của Tôn nó chất lượng như thế nào và mang về cho anh em những cái đồng lãi nó lớn nào như thế nào anh em nhé. Những cái vị tỷ số cũng như là những cái mã kèo mà Tôn sẽ hướng đến cho anh em BigBet thì bao giờ nó cũng có tỷ lệ phần trăm giành chiến thắng từ 80 trở lên. Chính vì thế mà trong nhóm chúng tôi đang hoạt động rất là năng nổ và anh em cũng đang rất quý mến Tôn. Rồi ngày hôm qua thì Tôn cũng đã lên cho anh em ở một cái cặp đấu tại cái đấu trường, đó là Cúp C1 châu Âu anh em ạ. Ở một cái video mà Tôn cũng đã lên song hành ở hai cặp đấu, đó là cặp đấu giữa Galatasaray với MU, cùng với đó là trận cầu siêu kinh điển, đó là trận Real Madrid với cả Napoli. Thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần kèo mà Tôn cũng đã tham vấn cho anh em. Đây anh em có thể thấy ngày hôm qua thì Tôn cũng đã lên cho anh em với bốn cái mã kèo, hai mã kèo chính và hai mã kèo phụ. Có thể là nhiều anh em xem video của Tôn, anh em chắc chắn không chơi được cái mã kèo phụ rồi, đó là cái mã kèo góc hoặc là mã kèo thẻ hoặc là những cái mã kèo liệt vị hoặc là những cái mã kèo gọi là lém biên thì anh em không thể chơi được. Anh em chỉ chơi được những cái mã kèo chớp bóng cùng với cái mã kèo tài xỉu mà thôi. Ở trận cầu Galatasaray với MU ngày hôm qua thì với những cái mã kèo Tôn cũng đã lên cho anh em thì anh em cũng đã rất là tưng bừng khi mà anh em không ăn được cái kèo chớp bóng, nhưng chúng ta cũng đã ăn được hai cái mã tài, đó là tài ba hòa và cái tài 2/3/4. Khá là đáng tiếc cho MU ngày hôm qua anh em nhé. Anh em nào mà xem cái trận cầu của MU thì chúng ta phải đổ dồn tất cả những cái tội lỗi lên đầu của 10 chọc anh em ạ. Ông thầy 10 khó này phải nói là quá là hãm tài. Ở trong hiệp 1 thì MU cũng đã giành chiến thắng với kết quả là 2-1. MU cũng đã có hai lần vươn lên dẫn trước với tỷ số cách biệt lên đến 2-0 trước Galatasaray. Thế nhưng sang hiệp 2, họ đang thi đấu rất là thăng hoa. Mới có gọi là chưa đầy 10 phút của hiệp 2 thôi mà MU họ cũng đã có được một bàn thắng thứ ba cho mình. Qua đó thì khoảng cách cũng đã lớn rộng ra là hai bàn rồi. Thế nhưng 10 chọc cũng đưa ra một cái quyết định rất là bỡ ngỡ cho cổ động viên của MU khi mà ông phút thứ 54 ông đã rút ra hai cầu thủ trên hàng công, ông thay vào cái cầu thủ như là Martial. Anh em thấy đấy. Đấy, cái cầu thủ này vào sân thì thi đấu không có một cái sự khởi sắc gì, chả thấy màn hình chiếu đến cái ông này đâu. Vào sân để mà mất hình như vậy mà Ten Hag vẫn có thể đưa những cầu thủ không chất lượng vào sân được. Phải nói là một kết quả khá là đáng buồn cho những fan hâm mộ của MU, và đây cũng là một cái kết quả phải nói là nhục nhã cho câu lạc bộ MU. Tuy nhiên thì với những cái mã kèo chúng ta ăn được như thế này thì nó cũng chưa được trọn vẹn hẳn. Nhưng sau cái trận đấu này kết thúc thì mình hy vọng là ban quản lý của câu lạc bộ MU sẽ sa thải Ten Hag, thay vào đó thì lên tìm chọn cho mình những cái vị huấn luyện viên gọi là có thương hiệu và những huấn luyện viên họ có cái tầm nhìn xa hơn
chứ đừng đưa về những cái vị huấn luyện viên như là Ten Hag anh em nhé. Rồi những cái mã kèo của MU ngày hôm qua thì cũng đã khiến cho anh em rất là hài lòng rồi. Xin chúc mừng những anh em nào cũng đã thắng trận ở cặp đấu này. Còn cái cặp đấu tiếp theo là trận đấu giữa Napoli với cả Real Madrid thì sao? Đây, trận cầu giữa Real Madrid với Napoli thì tôi cũng đã lên cho anh em với hai cái mã kèo chính. Đó là chọn Real Madrid chấp 1/2 bóng cả trận, cùng với đó là cái mã kèo tài 2/3/4. Kết thúc trận đấu này thì Real Madrid họ cũng đã giành chiến thắng với cách biệt lên đến là 4-2 trước Napoli. Qua đó thì cũng xin chúc mừng toàn thể những anh em hôm qua cũng đã xem cái video này của tôi. Thì anh em cũng đã có được chiến thắng trọn vẹn ở hai cái mã kèo. Anh em ăn full mâm anh em nhé. Và với những cái mã kèo chất lượng như vậy thì tôi mong rằng ở cái video này các bạn đừng tiếc gì mà không dành tặng cho chúng tôi những cái lượt like cũng như là những cái lượt chia sẻ, và anh em có thể để lại bình luận ở bên dưới để động viên cho ekip đội ngũ kèo bóng tôn tử chúng tôi sẽ có được cái động lực và ra thêm nhiều cái video chất lượng và dành tặng cho anh em để anh em có được những cái cuộc chơi hài lòng anh em nhé. Rồi, một chút chia sẻ để cho anh em chúng ta hiểu nhau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề chính của video này, đó là góc nhận định về trận cầu tranh 3-4 giữa đội tuyển U17 Argentina và U17 Mali. Nhìn vào những cái trận đấu vừa qua của đội tuyển Argentina thì chúng ta có thể thấy được là bước đến cái tâm thế là vòng chung kết World Cup 2023 này thì họ đề ra một cái chỉ tiêu, đó là họ phải đến được cái vòng chung kết. Thế nhưng ở cái lượt trận vừa rồi khi mà họ phải đụng độ với đội tuyển Pháp thì khá là đen cho Argentina anh em ạ. Argentina thì họ cũng đã chơi hay hơn rất là nhiều so với cả U17 Đức. Nhưng vì những sai lầm nơi hàng thủ thì Argentina họ cũng đã phải trả một cái giá rất là đắt khi để cho đội tuyển Đức họ có được một kết quả là hòa trong vòng 90 phút thi đấu chính thức và phải bước vào cái vòng luân lưu để phân định cái thắng thua cho mình. Bước vào cái vòng luân lưu thì chúng ta có thể thấy được là bản lĩnh của những cỗ xe tăng Mili Đức họ cũng đã lên tiếng anh em nhé. Và với một cái tinh thần cũng như là cái ý chí cao hơn so với cả những cầu thủ trẻ bên phía Argentina thì U17 Đức họ cũng đã đánh bại Argentina. Qua đó thì họ cũng đã giành được cái tấm vé vào chơi tại cái trận chung kết tới đây khi phải đối diện với một đối thủ cũng không hề dễ chịu, đó là đội tuyển Pháp. Còn với cả Argentina, sau khi mà cũng đã để thất bại trước U17 Đức thì họ sẽ phải bước vào cái vòng đấu để phân định 3-4 cùng với đội tuyển Mali. Xét về những cái trận đấu gần đây của đội tuyển U17 Argentina thì anh em có thể thấy được là Argentina họ đang sở hữu một cái hàng công vô cùng là mạnh mẽ khi trận đấu Lào họ đánh bại đối thủ cũng với một cái khoảng cách rất là lớn anh em nhé. Đây anh em có thể thấy ở cái khuôn khổ là lượt trận vòng bảng thì Argentina họ cũng đã đánh bại U17 Nhật Bản với tỷ số lên đến là 3-1. Một trận đấu cũng đã có đến là 4 bàn thắng được tạo lên từ hai đội bóng anh em nhé. Ở cái lượt trận tiếp theo khi mà họ phải đụng độ với Phần Lan, một trận đấu cũng dễ thở dành cho Argentina khi mà họ cũng đã đánh bại Phần Lan với một kết quả nhẹ nhàng là 4 bàn không gỡ anh em nhé. Một trận đấu tiếp theo đã có đến là 4 bàn thắng. Trong khi đó thì bước vào cái vòng 1/8 họ cũng đã đụng độ với một đối thủ cũng không được đánh giá cao, đó là Venezuela. Trận đấu này thì Argentina họ cũng đã hủy diệt Venezuela với tỷ số lên đến là 5-0 anh em nhé. Tiếp tục là một trận đấu nữa có kịch bản đổ tài anh em ạ. Và ở cái trận đấu khi mà họ phải đụng độ với một đồng hương đến từ La Mỹ, đó là Brazil. Hai đội bóng này là kỳ phùng địch thủ với nhau ở mọi cấp độ anh em nhé. Tính ở khu vực La Mỹ và kể cả là ở đấu trường quốc tế là thế giới thì cũng vậy thôi. Hai đội bóng này cũng luôn được đánh giá cao là những cái ứng cử viên sáng giá cho cái chức vô địch. Ở cái trận cầu này thì khá đáng tiếc cho Brazil và một trận cầu mà người hâm mộ của lứa trẻ U17 Argentina họ cũng đã được chứng kiến một trận đấu mà những cầu thủ nhỏ của họ chơi vô cùng là thăng hoa. Một kết quả là đánh bại Brazil lên đến con số là 3-0 như thế này thì rõ ràng là Argentina họ đang có một cái hàng công chơi rất là tốt. Cùng với đó thì hàng thủ của Argentina họ cũng đang chơi tương đối là chặt chẽ anh em nhé. Thế nhưng bước vào cái trận đấu mang tính chất quyết định để đến được cái vòng chung kết thì Argentina họ không làm được cái điều này.
họ cũng đã không duy trì được cái mạch toàn thắng của mình anh em nhé. Tuy nhiên thì ở cái trận đấu này thì chúng ta có thể thấy được Argentina họ chơi hoàn toàn áp đảo so với cả U17 Đức. Thế nhưng trong bóng đá thì không ai biết được chữ ngờ anh em ạ. Không phải là cứ một cái đội bóng mạnh sẽ đánh bại được một cái đội bóng yếu hơn mình một chút. Mỗi một trận đấu thì những huấn luyện viên họ sẽ có rất nhiều những cái tính toán khác đi anh em nhé. Có thể là những cái trận đấu huấn luyện viên họ sẽ cho các học trò của mình chơi bùng nổ. Và có những cái trận đấu mà huấn luyện viên họ sẽ cho các học trò của mình chơi theo cái tâm thế là chặt chẽ. Ở cái trận cầu bán kết vừa rồi thì chúng ta có thể thấy U17 Đức họ cũng đã có được một bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay trong những phút đầu tiên của hiệp 1. Tuy nhiên sau khi kết thúc cái hiệp 1 thì Argentina họ cũng đã đánh bại Đức với tỷ số là 2-1. Tưởng rằng là Argentina họ sẽ có một thế trận là sân trên và sẽ đánh bại U17 Đức để giành quyền đi vào cái vòng chung kết. Nhưng không anh em ạ. Sang đến hiệp 2 thì những cỗ xe tăng Đức họ đã có những cái miếng đánh riêng của mình. Họ cũng đã thay đổi chiến thuật. Qua đó thì cũng đã làm nên được lịch sử khi cũng đã đánh bại được Argentina và bước được vào cái vòng chung kết. Phải nói là khá đáng buồn cho Argentina ở cái kỳ World Cup 2023 năm nay anh em nhé. Có thể thấy được rằng là U17 Mali, một đại diện đến từ châu Phi, mang đến cái mùa giải World Cup 2023 với một cái điểm sáng hoàn toàn là mới mẻ anh em nhé. Chắc rằng rất nhiều người hâm mộ cái bộ môn thể thao mạo hiểm này, các bạn cũng không biết đội tuyển Mali là cái đội bóng nào phải không ạ? Kể cả như Tôn cũng thế thôi, nếu như mà Tôn không làm cái giải đấu này thì Tôn cũng không biết Mali là đội bóng nào. Vì đội tuyển Mali chưa bao giờ được đánh giá là một đội bóng lớn và cũng chưa bao giờ được góp mặt tại cái vòng chung kết World Cup thế giới ở cái lứa tuổi trưởng thành. Còn tại cái đấu trường U17 năm nay thì Mali họ cũng đã thể hiện một cái bộ mặt gọi là mới mẻ hoàn toàn so với tất cả những đội bóng khác anh em nhé. Họ cũng đã đánh bại rất nhiều những đối thủ gọi là trên cơ của mình. Và cái điều này được thể hiện bằng những cái chiến thắng khi mà họ đánh bại Canada với tỷ số lên đến là 5-1. Một con số rất là khổng lồ anh em ạ. Ở trận cầu tiếp theo thì U17 Mali họ đánh bại Mexico với tỷ số là 5-0. Và tại cái vòng bán kết vừa rồi thì Mali họ cũng đã đánh bại Maroc với tỷ số là 1-0. Qua đó thì cũng đã giành quyền đi tiếp vào cái vòng bán kết. Và cũng khá là bất ngờ khi mà bước đến cái vòng bán kết, U17 Mali họ lại được đánh giá cao hơn so với cả U17 Pháp. Những anh em nào mà đã chơi cái trận đấu này thì các bạn cũng đã biết được rằng là nhà cái họ đưa ra cái mức kèo dành cho Mali là chấp Pháp ở cái mức là 0.25 cùng với đó là cái mức 0.5. Nhìn vào cái thành tích thi đấu của Mali thì chắc hẳn là cả các anh em đều hướng đến một chiến thắng cho Mali phải không ạ? Tuy nhiên thì những ai mà đã xem video nhận định ở cái trận cầu này của Tôn thì các bạn sẽ thấy được là cái sự phân tích của Tôn nó đúng như thế nào. Một trận đấu mà Tôn cũng đã đưa ra góc nhận định và đưa ra cái dự đoán tỷ số là Pháp sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Ở một cái trận đấu mang tính chất quyết định như thế này thì không dễ dàng gì để mà đại diện đến từ châu Phi là Mali có thể đánh bại được đội tuyển Pháp anh em nhé. Rõ ràng là Mali họ chơi rất hay hơn Pháp và họ có một cái đội hình cũng như là sở hữu một cái chiến thuật chơi gọi là khá ok ở cái mùa giải năm nay. Thế nhưng không phải là cứ chơi hay là sẽ thắng được anh em ạ. Trong bóng đá không phải là chúng ta chỉ dựa vào cái phong độ của đội bóng đó cũng như là cái thành tích ghi bàn của đội bóng đó mà chúng ta đánh giá được khách quan của một trận đấu anh em nhé. Vì trong bóng đá nó cũng như là một chiến trường anh em ạ. Họ cần phải đấu trí với nhau với những cái chiến thuật chơi bài bản trên sân đấu. Cùng với đó thì anh em chắc nhiều anh em cũng không biết được bóng đá nó cũng là một cái gọi là chính trị rất là lớn anh em ạ. Không phải đơn giản mà Mali là một đội bóng đến từ châu Phi, một đội bóng mà sở hữu tất cả những cầu thủ đều có cái màu da đen thì rất khó để mà họ có thể bước được đến cái vòng chung kết anh em nhé. Một trận đấu mà chúng ta có thể thấy được Mali họ cũng đã áp đảo dành cho Pháp, họ cũng đã có được một cái bàn thắng ngay trong hiệp 1. Thế nhưng sang hiệp 2 thì bất ngờ cũng đã được tạo lên, một chiếc thẻ đỏ cũng đã được rút ra cho một cầu thủ bên phía Mali. Và với tâm thế là chơi hơn người thì U17 Pháp họ cũng đã dồn ép đối phương và kết thúc trận đấu này trong vòng 90 phút. Pháp họ cũng đã giành chiến thắng với kết quả là 2-1 trước Mali. Qua đó thì Pháp họ cũng đã hiên ngang bước vào đến vòng chung kết.
để đối diện với một đội bóng đến từ châu Âu khác, đó là đội tuyển U17 Đức anh em nhé. Nhìn vào cái thành tích của đội tuyển Mali trong cái kỳ World Cup năm nay thì cũng khá đáng buồn cho Mali anh em ạ. Tuy nhiên bóng đá là vậy mà phải không anh em? Điều gì cần phải đến thì nó sẽ phải đến thôi. Và Pháp cũng là một cái đội bóng mà tôi cũng đã đưa ra góc nhận định là họ sẽ đến được với cái vòng chung kết này. Ở cái trận cầu giữa Pháp với Mali, những ai mà đã xem video của tôi thì chắc chắn anh em cũng đã ăn được trọn vẹn tất cả những cái mã kèo, từ kèo chấp bóng cho đến kèo tài trận. Cùng với đó, còn đặc biệt hơn là cái vị tỷ số 21 nhân gấp rất nhiều lần điểm cược. Hình như cái vị tỷ số 21 này nó nhân gấp 21 lần điểm cược cơ anh em ạ. Đấy, anh em mà tìm đến kênh nhận định gọi là uy tín hàng đầu hiện nay thì các bạn sẽ được cung cấp rất nhiều những cái thông tin. Và chúng tôi đưa ra nhận định ở đây không phải là dựa theo cái thông số là ở trên gọi là các cái cổng thông tin điện tử, và chúng tôi phải tính toán đến những cái bước đi của những vị huấn luyện viên, cùng với đó là xem ở một trận đấu là họ có sự can thiệp từ bên ngoài hay không, có thế lực nào đứng đằng sau để chống lưng cho hay không anh em nhé. Chúng tôi từng đưa ra những cái suy diễn rất là xác thực với trận đấu. Và ở trong nhóm thì sao? Trong nhóm thì tôi cũng luôn trao đổi với anh em về cái kinh nghiệm và về cái bản lĩnh của mỗi đội bóng trước khi bước vào trận đấu anh em nhé. Trước khi mỗi một trận đấu diễn ra thì tôi đều cung cấp cho anh em những thông tin là ở cái trận đấu này hai đội bóng họ đang ở trong cái tình thế nào. Đấy anh em ạ, à, tâm lý của đội bóng này họ có được ổn định hay không? Đó, và liệu rằng ở cái trận cầu này họ có sự can thiệp từ bên ngoài hay không? Và chúng tôi luôn hướng cho anh em với những cái mã kèo vô cùng là chất lượng. Vì vậy thì những anh em nào mà xác định đầu tư lớn, đầu tư mạnh vào cái bộ môn thể thao bóng đá thì các bạn hãy nhanh chóng kết nối với tôi qua cái địa chỉ Zalo mà tôi cũng đã in trên màn hình để anh em được vào nhóm, chúng ta cùng trao đổi những cái góc kinh nghiệm cũng như là như kiểu là dự đoán kết quả anh em ạ. Có nghĩa là mình thì không phải là tài giỏi gì nhưng mình có một cái giác quan thứ sáu rất là hay anh em nhé. Một cái giác quan mà đội bóng này họ sẽ giành chiến thắng, và mình có những cái nhận định về cái vị tỷ số của những trận đấu nó rất là sát nút và rất là chính xác anh em nhé. Chính vì vậy mà anh em hãy nhanh tay kết nối với tôi, và anh em kết nối với tôi thì các bạn không phải nghi ngại gì về cái vấn đề là thu phí xin độc hay là mua bán kèo gì cả. Thực ra tôi làm ở YouTube thì cũng rất mong được sự ủng hộ của anh em, vì nếu như có nhiều anh em quan tâm đến thì tôi sẽ được nền tảng YouTube họ đánh giá cao hơn và tôi sẽ được nhận những cái đồng tiền từ YouTube. Như vậy thì là tôi cũng có được một cái nguồn gọi là thu chi rồi. Chính vì vậy mà anh em tìm đến tôi thì tôi cũng không hề thu phí xin độc của anh em. Chỉ cần anh em dành cho tôi những cái lượt like cũng như là anh em mà chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ là hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình anh em nhé. Rồi, với những cái phong độ như thế này thì anh em có thể thấy được là ở trận cầu tới đây, Mali cùng với cả đội tuyển Argentina họ được đánh giá là khá ngang cơ anh em nhé. Tuy nhiên thì xét về cái thành tích đối đầu của hai đội bóng này thì cũng đã quá xa vời rồi, hai đội bóng chưa từng chạm trán với nhau anh em nhé. Tuy nhiên thì một cái lần gặp nhau duy nhất vào cái năm 2001 thì Argentina họ đánh bại Mali với tỷ số là 2-1 cũng tại cái khuôn khổ là vòng chung kết World Cup anh em ạ. Thế nhưng mỗi một thời thế nó lại một khác đi anh em ạ. Các cầu thủ họ sẽ được trưởng thành và cái lò đào tạo của những đội bóng này họ càng ngày càng được nâng cấp lên. Vì vậy ở trận cầu tới đây sẽ rất là khó để cho chúng ta hướng đến một chiến thắng dành cho đội bóng nào. Tuy nhiên thì với theo dõi của chúng tôi, Argentina thì họ đang sở hữu một cái đội hình khá là chất lượng và đồng đều. Còn Mali thì sao? Mali thì họ cũng tương tự với cả Argentina. Họ có những cầu thủ chơi rất là đa dạng. Tuy nhiên thì xét về góc độ đội hình thì Mali họ có những cái lối chơi gắn kết hơn so với cả Argentina. Argentina thì có cái sự tỏa sáng của số 10 cũng như là số 9. Thế nhưng bên phía Mali thì họ đồng đều ở các tuyến. Tất cả những cầu thủ bên phía Mali họ đều có thể là dâng lên tấn công và ghi bàn thắng vào lưới của đối thủ, chứ không áp đặt vào bất cứ một cá nhân nào anh em nhé. Chính vì vậy mà ở trận cầu tới đây, chúng tôi sẽ hướng đến một kịch bản là đội bóng họ sẽ chơi cởi mở và chắc chắn là trận đấu này sẽ có rất nhiều bàn thắng được tạo lên. Với một cái trận đấu mang tính chất quyết định như thế này và cũng không còn gì để mất của cả hai đội bóng thì rõ ràng họ chắc chắn họ sẽ chơi bùng nổ anh em ạ. Họ sẽ chơi cống hiến để mang lại cho khán giả nước nhà cũng như là những người hâm mộ của đội bóng này có được một cái màn trình diễn gọi là xuất sắc của cả hai đội bóng. Và tại cái đấu trường World Cup này thì anh em cũng biết được rồi là bất cứ một cầu thủ trẻ nào mà họ chơi hay chắc chắn sẽ được các câu lạc bộ nổi tiếng thế giới hàng đầu
họ sẽ nhòm ngó đến và họ sẽ cân nhắc và họ sẽ mua về cái câu lạc bộ trẻ để đào tạo anh em ạ. Và họ sẽ hướng những cầu thủ trẻ ở cái lứa U17 này đến với những cái đấu trường lớn hơn. Chính vì vậy mà ở một cái trận đấu mang tính chất rất là căng thẳng như thế này thì chúng tôi đang hướng đến là tất cả những cầu thủ của hai bên họ đều muốn tỏa sáng để được những câu lạc bộ lớn họ tuyển chọn. Vì vậy mà với những cái mã kèo nhà cái ở thời điểm hiện tại thì tôi sẽ hướng cho anh em đến ba cái mã kèo chính. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với phần kèo tài xỉu. Kèo tài xỉu ở trận đấu này với cái mức kèo cược hiệp 1, nhà cái đang để cái mức là tài xỉu là 1/1/4, còn kèo tài xỉu cả trận nhà cái đang để cái mức là 3 hòa, cùng với đó là cái mã kèo phụ là cái mã kèo là 2/3/4. Rõ ràng nhìn về cái thành tích thi đấu của hai đội bóng cũng như là những gì mà tôi cũng đã trao đổi với anh em thì chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không chọn một cái kịch bản là trận đấu họ sẽ có rất nhiều những cái bàn thắng được tạo lên từ hai bên anh em nhé. Vì hàng công của hai bên họ đang chơi vô cùng là khởi sắc. Và cái lối chơi cởi mở của hai đội bóng này thì chắc chắn trận đấu tới đây một kịch bản là sẽ có từ 3 bàn thắng trở lên rất có thể là được xảy ra. Chính vì vậy mà với cái mã kèo tài xỉu tôi sẽ tham vấn cho anh em đó là anh em nên đầu tư vào mã kèo là tài hiệp 1, 1/1/4. Cùng với đó thì với cái mã kèo chính là cái mã kèo tài 3 hòa cũng là sự lựa chọn sáng suốt để anh em chúng ta đầu tư vào cái mã kèo tài xỉu để mang về cho mình nguồn lợi nhuận lớn nào anh em nhá. Tuy nhiên thì theo như cái cách chơi khoa học của Tôn thì anh em cũng biết rồi, bất cứ một cái video nào Tôn cũng đều nói với anh em là chúng ta đi trên kẹp tài thì trong vòng 5 phút gần như bất cứ một trận đấu nào cũng ít khi xảy ra được bàn thắng. Vì vậy mà ở cái trận cầu mang tính chất quyết định này thì chúng tôi đang nghĩ đến là trong vòng 10 phút đầu tiên hai đội bóng họ sẽ thăm dò nhau và họ sẽ đề phòng nhau rất là nhiều. Vì vậy thì vẫn chưa có bàn thắng. Chính vì thế anh em nào mà chơi trên trang thì anh em hãy lên cùng với tôi là chúng ta lên chờ cái mã kèo tài xỉu nó xuống còn cái mức là 2/3/4 với điểm ăn cao. Cùng với đó là cái mã kèo tài xỉu của hiệp 1 nó về cái mức là 1 hòa thì anh em hãy đầu tư vào cái mã kèo tài anh em nhé. Còn anh em nào mà không trùng máu với tôi ở cái mã kèo này, anh em đi cái mã kèo xỉu thì anh em lên đi trước. Tại vì cái mã kèo tài xỉu khi vào trận đấu mà họ thấy hai đội bóng họ chơi với tâm thế là chắc chắn cũng như là chưa có bài bản thì cái mã kèo tài xỉu nó sẽ được hạ xuống rất là nhanh anh em nhá. Kèo tài xỉu bao giờ cũng thế thôi. Vào trận mà cái thế trận nó rời rạc thì tài xỉu nó hạ nhanh lắm anh em ạ. Vì vậy thì anh em nào mà muốn chắc cốp thì anh em hãy chờ khi trận đấu diễn ra trong vòng 5 đến 10 phút thì anh em hãy lựa thời cơ anh em vào kèo. Còn với cái mã kèo chấp bóng ở trận đấu này thì sao? Nhà cái họ cũng đang để là bằng bóng dành cho cả hai đội bóng anh em nhé. Với cái mã kèo bằng bóng như thế này thì chúng tôi đang hướng đến một kịch bản là đội tuyển Argentina họ sẽ giành được một chiến thắng chung cuộc. Chính vì vậy thì tôi khuyên anh em là chúng ta nên đầu tư vào cửa đó là Argentina bằng bóng cả trận với điểm ăn đang là 0.81 cũng là sự lựa chọn đầu tư hợp lý để anh em chúng ta mang về nguồn lợi nhuận lớn nào cho mình. Rõ ràng là Argentina là một cái đội bóng phải nói là hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại ở bất cứ là cấp độ lứa tuổi nào anh em nhé. Hơn nữa thì chúng ta cũng đã từng theo dõi Argentina họ thi đấu ở cái mùa giải 2023 này ở cái lứa tuổi U17 thì thấy được rằng là bên phía Argentina họ có rất nhiều những cái cá nhân có những cái kỹ thuật rất là tốt, họ cũng đã từng trình diễn cho anh em xem rồi. Vì vậy ở trận cầu này thì chúng tôi đang nghiêng về một chiến thắng dành cho Argentina. Có thể trận đấu này nó sẽ được kết thúc với tỷ số là 2-1, 3-2 hoặc là 3-1 dành cho Argentina anh em nhé. Vì vậy mà anh em nào mà đi cái kèo tỷ số thì các bạn có thể cân nhắc cho tôi với ba cái vị tỷ số đó cũng là cái vị tỷ số khá là ok để anh em có thể đầu tư và mang về cho mình lợi nhuận anh em nhé. Tuy nhiên thì tôi vẫn phải nhắc lại với anh em là ở thời điểm hiện tại khi mà tôi làm video thì vẫn còn đang là rất sớm. Còn một ngày nữa thì trận đấu mới được diễn ra cơ. Vì vậy thì chúng tôi vẫn đang liên tục cập nhật những cái thông tin đáng chú ý về cặp đấu này để đưa lên trao đổi cùng với toàn thể anh em trong các hội nhóm để anh em có được những cái nguồn tin gọi là đáng tin tưởng nhất anh em nhé. Chính vì thế mà những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì anh em cũng chỉ dừng ở cái mức độ là tham khảo thôi. Anh em nào mà cảm thấy là trùng máu với những cái nhận định của tôi và thấy cái nhận định của tôi nó ok thì anh em có thể theo kèo ngay từ lúc này. Còn anh em nào mà
có những cái quan điểm ngược lại với tôi thì các bạn cũng có thể đi kèo ngược lại cũng không sao. Vì trên đây cũng chưa phải là những cái mã kèo mà tôi sẽ chốt cho anh em BigBet đầu tư trong các hội nhóm. Anh em mà xác định chơi to chơi lớn thì các bạn hãy chủ động kết nối với tôi qua cái địa chỉ Zalo mà tôi cũng đã in trên màn hình. Đó là số điện thoại 0832 406091 hoặc Telegram A còng kèo bóng tôn tử để anh em vào nhóm trao đổi những cái thông tin diễn biến về trận đấu này trước khi anh em chúng ta vào kèo. Và khi anh em vào nhóm thì chúng ta sẽ trao đổi một cách minh bạch và công khai. Anh em đến với tôn thì anh em sẽ thấy được cái tình cảm mà tôn dành cho anh em nó dạt dào như thế nào. Đó, kể cả là ở trong nhóm của tôn nhiều anh em mà chơi không theo kèo của tôn có thể đi ngược lại và thua tha, có thể là hết vốn, cạn vốn, không có tiền để chơi thì tôn cũng luôn sẵn sàng trích quỹ ra để mà cấp cho anh em những cái nguồn vốn gọi là nhỏ lẻ thôi để anh em thỏa mãn với cái đam mê của mình anh em nhé. Rồi, như vậy là tôn cũng đã hoàn thành xong cái video của mình. Và bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Trước khi rời khỏi màn hình thì tôi mong rằng những anh em yêu quý kênh kèo bóng tôn tử, các bạn cảm thấy cái thời gian vừa qua mà tôi cũng đã dành tặng cho anh em với những cái mã kèo vô cùng là chất lượng, thì các bạn hãy bớt chút ra một ít thời gian, anh em có thể dành tặng cho tôi những cái lượt like và anh em có thể để lại những cái bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi về cái tinh thần gọi là thể thao cũng như là những cái thông tin của trận đấu này anh em nhé. Và tôi sẽ trả lời tất cả những cái tương tác của anh em ở dưới phần bình luận, kể cả là anh em có hỏi về những cái mã kèo có chơi được hay không, hay là cái trận đấu này là chơi kèo nào là kèo chất lượng, tôi sẽ tham vấn cho anh em trực tiếp ở trên YouTube anh em nhé. Anh em hãy để lại bình luận để chúng ta có những cái sự trao đổi rất là xác thực. Và hơn nữa thì bước đến cái trận tranh 3-4 này rồi, nếu như anh em nào mà nhận định và đưa ra những cái vị tỷ số là chính xác thì tôn sẽ có những cái phần quà rất là giá trị dành tặng cho anh em. Tôn nói một là một, hai là hai, tôn nói được là làm được. Vì vậy mà anh em nào mà sớm đưa ra những cái quan điểm cũng như là những cái vị tỷ số chính xác thì anh em hãy kết nối với tôn qua cái địa chỉ Zalo để anh em nhận thưởng anh em nhé. Và trước khi rời khỏi màn hình thì tôn cũng mong rằng là anh em cũng đừng quên là những bạn chưa đăng ký kênh, các bạn hãy nhớ là ấn đăng ký kênh và anh em hãy bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ những cái video mà chúng tôi sẽ phát hành tới đây anh em nhé. Cuối cùng thì cũng xin kính chúc cho toàn thể anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về cái nguồn lợi nhuận lớn lao cho mình ở những trận cầu mà anh em quan tâm. Còn bây giờ thì tôi cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.